Dàn sau việc thất thần khóc nức nở trước linh cữu nghệ sĩ Lê Bình, đám tang diễn ra trong ngày lễ, nhưng các đồng nghiệp vẫn cố gắng qua tận nơi để kịp nhìn đàn anh của mình lần cuối. Mọi người đều bàng hoàng nghẹn ngào khi thấy người anh hiền lành chân chất của mình đã ra đi mãi mãi. Vào lúc 14 giờ chiều ngày 1 tháng 5 hôm nay, đám tang của nghệ sĩ Lê Bình đã chính thức diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thủ tục đã được con gái và người nhà nam diễn viên lo chu toàn trước giờ diễn ra lễ nhập quan. Chuyện buồn này xảy ra vào đúng thời gian nghỉ lễ, nhiều nghệ sĩ đang có chuyến đi nghỉ ngơi ở xa. Dẫu vậy, một số anh chị em đồng nghiệp đã vội vã đến nhà tang lễ từ rất sớm để kịp nhìn người anh hiền lành của mình lần cuối. Nụ cười hiền lành này đã khiến mọi người không khỏi xót xa khi nhìn thấy bàn thờ của Lê Bình. Ngô Thanh Vân đã nhanh chóng gửi hoa đến đám tang. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng bày tỏ sự thương xót với đàn anh. Là người cùng hoạt động với nghệ sĩ Lê Bình chung sân khấu kịch bấy lâu nay, nên Hạnh Thúy và Mỹ Uyên có mặt từ rất sớm. Ốc Thanh Vân không kìm được cảm xúc, cô vừa đưa Mai Phương đi cầu bình an về đến nơi, đã vội sang nhà tang lễ. Lê Bình đã kết thúc chuỗi ngày đau đớn nhưng các nghệ sĩ vẫn không giữ được bình tĩnh. Diễn viên Vân Anh, dòng người vẫn đang lần lượt thắp nén hương tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về vùng đất mới. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa lúc 7 giờ sáng ngày 4 tháng 5. Khả Hân, con gái nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ, tôi vẫn đợi ngoài phòng hồi sức nghe tin báo là ba mất, tôi không nghĩ được gì cứ trống rỗng. Giây phút cuối cùng, ba tôi không trăn trối được gì, anh em tôi chỉ biết làm theo những tâm nguyện trước đó của ba. Ba đã lo liệu hết cho sự ra đi của mình nên khi nhắm mắt xuôi tay, tôi biết ba tôi ra đi thanh thản. Nghệ sĩ Hạnh Thúy, một người em thân thiết của nghệ sĩ Lê Bình tâm sự, nói thật lòng tôi có vào thăm, chia sẻ và tới lui thăm viếng khi anh về nhà. Đợt hai anh phát bệnh tôi lại kẹt việc đi tỉnh. Thêm vào đó, trong giai đoạn vừa qua có rất nhiều anh em cô chú trong nghề phát bệnh và kiệt quệ. Tôi đi thăm và chứng kiến họ đối mặt với sự sống và cái chết, khiến tôi có tâm lý sợ, thành ra không đến thăm anh. Tôi có điện thoại nhưng anh không nghe máy, tôi nhắn tin và gửi quà cho anh. Ngày hôm nay khi nghe Thanh Mạnh, một bạn đạo diễn trẻ đã gắn bó với anh Lê Bình từ ngày bạn ấy mới vào nghề. Mạnh là người túc trực chăm sóc anh Lê Bình mấy ngày nay, bạn báo tin cho tôi vào thăm anh. Tôi nghĩ việc Khả Hân mất anh Lê Bình là một mất mát lớn hơn cả việc một đứa con mất một người cha. Hai cha con họ còn nhiều việc nói với nhau và nhiều điều cần làm với nhau. Tôi nhìn thấy những ngày cuối các câu chuyện được mọi người chia sẻ, tôi rất ngưỡng mộ Hân. Nếu là tôi, chưa chắc tôi đã làm được. Có thể trong cuộc đời anh Lê Bình chuân chuyên và thiệt thòi về nhiều thứ, nhưng cuối đời lại có một đứa con gái thương yêu mình đến vậy, giống như một sự đền đáp. Đó là món quà cuối cùng ông trời cho anh Lê Bình. Tôi rất thích những chuyện của anh Lê Bình, tiếc là hồi ký và vài chuyện anh vẫn chưa hoàn thành. Biết đâu trong những ngày này, nếu anh còn đủ sức khỏe để viết, thì sẽ là những kịch bản rất tuyệt vời. Có thể các kịch bản này không mâu thuẫn khốc liệt như nhiều tác giả khác, nhưng nó lại dễ chịu và dễ cảm lắm. Chuyện đời cay đắng của cố nghệ sĩ Lê Bình, con lớn tai nạn qua đời, con kế nghiện ngập ly hôn và bệnh tật lúc về già. Cuộc đời của diễn viên Lê Bình khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nghệ sĩ Lê Bình là diễn viên gạo cội, từng tham gia nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng. Nhưng đến tuổi già, chỉ sống cùng một người con út. Tháng 8 2018, ông phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi và điều trị thầm lặng ở bệnh viện 175. Thời điểm đó, lý do diễn viên Lê Bình giấu bệnh là vì lo sợ sẽ bị đoàn phim cắt ngang hợp đồng đóng phim, đồng thời nghĩ mình và gia đình vẫn còn tự lo được. Gần một năm điều trị bệnh ung thư, tháng 4 2019, sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình chuyển biến xấu phải nhập viện. Ông bị hoại tử thân dưới, nói chuyện khó khăn nhưng vẫn vô cùng lạc quan. Cho đến sáng 1 tháng 5 hôm nay, nghệ sĩ Lê Bình rút hơi thở cuối cùng trong sự bàng hoàng đau xót của gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ. Cuộc đời của diễn viên Lê Bình trước khi qua đời là một câu chuyện dài nhiều đắng cay. Đã ở ngưỡng U70, tưởng chừng phải đề huề con cháu, hưởng cuộc sống an nhàn, song Lê Bình lại đang ở với chỉ riêng người con út làm việc để kiếm tiền vì không muốn phụ thuộc. Con lớn mất vì tai nạn, con thứ hai phải vào trại cai nghiện, vợ xa chân vào cờ bạc, không thường xuyên chia sẻ chuyện gia đình với công chúng. Song những người yêu mến nghệ sĩ này đều phải xót xa khi nghe về việc Lê Bình mất đi người con trai lớn trong một vụ tai nạn. Đến người con thứ hai, chính ông cũng phải đưa con vào trại cai nghiện vì xa chân vào thứ chất trắng. Lê Bình đã vào tuổi 66, cái tuổi mà thông thường người ta nghỉ hưu và vui thú điền viên, nhưng ông vẫn làm việc lao động. Với ông không tiếp tục làm việc, ông sẽ không tồn tại. Ông còn đứa con trai út phải chăm lo và quan trọng nhất là ông còn mê nghề diễn. Trong một bài phỏng vấn, diễn viên Lê Bình có bày tỏ, hiện tôi sống cùng con trai út trong căn chung cư nhỏ thành phố Hồ Chí Minh.
Tiền hai cha con kiếm được một tháng cũng đủ trang trải cuộc sống an nhàn. Hàng ngày tôi dậy khoảng 5-6 giờ rồi đi uống cà phê ăn sáng. Đến 8 giờ, tôi chạy qua phòng tập để chạy bộ, đạp xe hoặc tập chút tạ. Trưa tôi về nhà đọc báo, nấu cơm, ngủ trưa. Suốt buổi chiều, tôi ngồi ở nhà viết kịch bản hoặc coi thời sự hay dạy dỗ học trò về sân khấu và điện ảnh. Mọi thứ tôi đều tự làm vì không muốn con cái phải vướng bận vì mình. Tôi cũng chẳng đòi hỏi nhà cao cửa rộng hay xe hơi đưa đón. Việc ăn uống với tôi chẳng đáng bao nhiêu. Tôi cũng đi quay phim suốt nên ăn uống theo ekip. Mọi chuyện lại càng đơn giản. Tôi nghĩ mình có được ngày hôm nay một phần là nhờ tổ nghiệp phù hộ, cũng như có được tình thương sự giúp đỡ của các anh em đồng nghiệp. Cậu út nhà tôi năm nay 25 tuổi. Con trai tôi vừa hùng hạp cùng bạn bè để mở một công ty nhỏ liên quan đến quảng cáo. Còn con trai thứ hai của tôi giờ vẫn ở trường cai nghiện, nhưng tình hình khả quan hơn trước rồi. Nó đã biết nghĩ và tự lo cho bản thân. Mỗi tháng tôi vẫn gửi một khoản tiền nhỏ để con trang trải. Chuyện hôn nhân của diễn viên Lê Bình lại càng khiến ông chất chứa nhiều tâm sự. Chung sống với nhau 37 năm, nhưng cuối cùng Lê Bình vẫn phải ly hôn. Người đã đầu óc tay gối cùng mình vì vợ ông mê cờ bạc, để gia đình gánh một số nợ không nhỏ. Bao nhiêu tiền nam diễn viên kiếm ra đều lần lượt mất hết. Đến khi công bố chuyện ly hôn, Lê Bình đã vô cùng áy náy. Nhiều đêm ngồi một mình, ông đã rơi nước mắt khi nghĩ lại chuyện đời mình. Thời điểm mang bệnh nặng, nghệ sĩ Lê Bình quyết định nhắn tin cho vợ cũ đã ly hôn do cờ bạc, mong bà quay về. Lê Bình bộc bạch, chuyện quá khứ hãy xếp lại. Tôi không biết sống chết thế nào, nhưng con trai tôi luôn cần cha và mẹ. Giờ đây gia đình tôi đoàn tụ, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Ngoài 60 vẫn miệt mài làm việc, bệnh ung thư kiên quyết giấu vì sợ phiền. Dù tuổi đã cao nhưng Lê Bình vẫn không muốn phiền bất cứ ai. Ngay cả khi nhập viện điều trị ung thư, ông vẫn một mực giữ im lặng, không chia sẻ thông tin về mình để tìm kiếm sự giúp đỡ. Đôi mắt của người nghệ sĩ già vốn quen thuộc trong đất phương Nam vẫn đầy rẫy niềm lạc quan. Diễn viên Lê Bình liên tục chia sẻ những phương pháp điều trị ung thư trên trang cá nhân. Khi hay tin ông bệnh, diễn viên nghệ sĩ không khỏi bất ngờ. Chẳng ai nghĩ đến tuổi già thay vì được hưởng cuộc sống an nhàn, Lê Bình lại tiếp tục mang trong mình căn bệnh quái ác. Nhìn khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt hiền từ, dáng người cao gầy, cùng loạt vai diễn để đời trong đất phương Nam, cô gái xấu xí. Ai cũng mong may mắn, sức khỏe và hạnh phúc sẽ đến thật nhiều với Lê Bình. Tuy nhiên hoàn toàn ngược lại với những gì mọi người nghĩ. Cuộc đời ông đã trải qua quá nhiều đau khổ và lận đận. Những ngày cuối cùng năm nghệ sĩ chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Ông bị hoại tử phần thân dưới nhưng vẫn thích được con gái bóp chân cho. Nghệ sĩ Lê Bình gượng cười trong nước mắt khi được bạn bè đồng nghiệp viếng thăm. Tang lễ của cố nghệ sĩ sẽ được cử hành tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng gần bệnh viện 175. Bạn bè đồng nghiệp và cả những người yêu quý những vai diễn của nghệ sĩ Lê Bình chỉ còn được thắp nén nhang nói lời tiễn biệt trước khi ông về với đất mẹ. Xót xa ba ước nguyện trước khi nhắm mắt của nghệ sĩ Lê Bình. Tôi chỉ cầu xin với đất trời ba điều cuối cùng thôi. Thứ nhất là hoàn thành được cuốn hồi ký trong rủi cùng Lê Bình mà tôi ấp ủ 2 năm nay. Thứ hai là tập truyện ngắn của tôi. Thứ ba là sau này khi tôi ra đi, số tiền mà tất cả mọi người đã đóng góp chia sẻ để tôi có đủ tiền trang trải chi phí điều trị mà còn thừa thì tôi xin gửi lại, nghệ sĩ Lê Bình nói trong nước mắt. Sáng 1 tháng 5, nghệ sĩ Lê Bình qua đời sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Trước khi nam nghệ sĩ qua đời, ông từng chia sẻ về ba mong muốn cuối cùng. Theo đó, trong những ngày cuối sức khỏe tạm ổn, nghệ sĩ Lê Bình vẫn ngồi xe lăn kỳ cạch gõ bàn phím. Ông tiếu táo nói, không phải tôi đeo kính là để làm điệu đâu nhé. Tôi đang tận dụng thời gian còn lại được ngày nào, giờ nào hay giờ nấy để viết lại những chuyện ngắn dễ thương nhỏ nhỏ, viết lại quyển hồi ký đời mình. Từ thời thiếu niên đến lúc tôi lớn lên như thế nào, trở thành người nổi tiếng khó khăn như thế nào, ít nhất tôi cũng muốn gửi lại các em nhỏ sau này có dịp để đọc, để có sự cố gắng làm việc, yêu nghề và đam mê với nghề. Cuộc sống ai cũng có những buồn vui, cả những bản thân tôi tự thấy hạnh phúc hơn người khác vì tôi có thể biến cái bi thành cái hài để tự an ủi bản thân đứng lên. Đường nào cũng đều khó khăn gập ghềnh, khó khăn quá thì thôi, mình cứ nhìn vào lăng kính hài để cho tự thấy vui vẻ. Nếu đã tự quyết định được ngày tháng mình ra đi, giờ tôi chỉ cầu xin với trời đất ba điều cuối cùng. Thứ nhất là hoàn thành được cuốn hồi ký trong rủi cùng Lê Bình mà tôi ấp ủ 2 năm nay. Thứ hai là tập truyện ngắn của tôi. Thứ ba là sau này khi tôi ra đi, số tiền mà tất cả mọi người đóng góp chia sẻ để tôi có đủ tiền trang trải chi phí điều trị mà còn thừa thì tôi xin gửi lại, nghệ sĩ Lê Bình nói trong nước mắt. Ước nguyện hoàn thành cuốn hồi ký và tập truyện ngắn của nghệ sĩ Lê Bình có lẽ còn dang dở. Từ ngày 27 tháng 4, tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình bắt đầu chuyển biến xấu, buộc phải đưa vào phòng hồi sức tích cực, phải có sự hỗ trợ của máy thở.
Trước đó, do ảnh hưởng của thuốc hóa trị, nam nghệ sĩ liên tục sốt cao, lúc tỉnh lúc mê,